Ok nhá, xin chào thầy các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta tiếp tục quay trở về game Nicky. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh của cho mình. Nay quay trở về game, nó báo còn tí cái thời gian sắp hết cái banner. Thì nhìn kỹ lại một chút xíu có phát hiện ra cái banner cũ có một banner khác. Là cái banner của con Soda Twin Bunin này. Thì con này lần trước sau đó mình lại quên chưa quay hay sao ấy. Nên ra con này mình chưa có. Nên hôm nay sẽ bổ sung vào gacha em tướng này nhé. Thì đầu tiên cho mọi người nhìn sơ qua về giao diện tổng thể nó đã. Thì đây con tướng mà mình để sót từ lần trước này. Ở đây cái dạng bắn súng của nó như này. Cảm giác hôm nay có vẻ nó hơi lác lác một tí xíu nhỉ. Đây là cái dạng bắn súng ở dưới này đây. Đấy thì lần trước mình còn sót con này chưa quay, chắc mình quay nốt thôi, đằng nào còn mấy tiếng nữa là kết thúc banner rồi. Nó ra được thì tốt, không ra được cũng không sao. Thì ở đây mình có, đây là 5 vé, chỗ này 13.000 đúng không? Chắc được 3-40 lần quay, đấy mình sẽ thành quay con này nhé. Mỗi tội hơi lác lác một chút xíu. Làm phát X10 trúng luôn là đẹp nhất đúng không? Hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Phát này có vẻ hụt mất rồi, liệu có lóe được ánh ánh cam không? Chứ nghe chừng có vẻ hụt rồi. Tiếp tục quay tiếp nha, cứ quay hết thì mình xác định chơi siêu tầm là chính mà. Xong phải sao chờ regret tăng sao sau. Nhưng mà chắc phải được lần nổ vàng ấy chứ. Đấy phát này nổ vàng này. Hy vọng ra trúng tướng, mỗi tội cảm giác hơi giật lag một chút xíu. Nhưng mà hy vọng sẽ trúng được. Trúng luôn được siêu tầm thôi chứ còn đánh thì chẳng hy vọng mấy. Ui được hai con vàng này. Hai con vàng mới đâu trúng được một con nhỉ. Hai con đấy là cả hai con. Hai con chắc phải trúng được một con chứ. Tê cha phát này trúng cái nào đây. Đây trúng nó rồi này. Nhưng vẫn còn một cơ hội nữa xem trúng cái nào nhé. Cái con cần nó ra rồi, bây giờ xem trúng thêm con nào được không. Lại tê tra tiếp, có khi nào trúng nó hai lần chúng ta. Có gì đây, có gì hiện ra đây. Ờ đúng rồi, trúng nó hai lần thật đấy. Thế coi như xong banner rồi. Ok hôm nay lại suôn sẻ thế nhỉ. Đấy mất có 20 lần quay không. Vẫn dư được 9.000, chỗ này được 30 lần quay nữa. Cứ để dành đã. Bây giờ mình sẽ quay về trong túi, có một số cái túi mình để cũng nhiều nhiều rồi. Mình chắc mình gacha một chút xíu. Ví dụ ở đây có cái túi này. Ở đây mình có được một cơ hội ra tướng cam, có thể ra tướng tím nhưng mà hy vọng ra tướng cam nhé. Đây ra tiếp tướng cam, dù con này hiện tại mình không chơi nhưng mà nói chung ra tướng cam thôi. Bây giờ tiếp tục chỗ này này, mấy cái hệ hiếm hiếm này thì hy vọng nó sẽ may mắn hơn. Rồi để ra đúng cái con tím mới đau ấy. Còn chỗ này nữa lại ra tím tiếp, vận may chắc vào hết banner kia rồi. Còn chỗ này thì sao, ra được tướng cam mà dù con này cũng không dùng mấy. Cái thẻ từ cái này có ba cơ hội ra tướng thì vớ vẩn ra được cam ấy. Đây ra được một con cam một senti, còn mấy con kia thì cũng bình thường. Nói chung nó quay thêm ít tướng vậy thôi. Tiếp tục chui vào trong cái này xem cái banner thường tí nhỉ. Quay chân chỗ bên này. Sang bên này tiếp này. Ở đây banner thường có 10 vé thì quay thôi. Biết đâu làm thêm được con nữa. Nói chung thường một hôm nào gacha cố gắng gacha nhiều nhiều chút xíu. Con này hụt rồi. Nhưng cứ chờ thêm tí biết đâu lại lóe được ánh cam. Cái cơ hội thì phát này không có rồi. Tục sang tiếp bên trái tim, trái tim chắc không có nhiều, trái tim 94. Rồi ok, như vậy đứng tương đối một chút xíu rồi. Giờ có thể nâng cấp một số con lên thôi, hôm nay hơi hơi lag một chút xíu nhé. Có lẽ do máy tính mình để lâu quá, một số thứ có thể nó hơi trục trặc một chút xíu. Mấy con này coi như là tăng sao một chút xíu đó. Này lên được 3 sao, 3 sao sẽ bổ sung thêm một tí cái hình ảnh đây một tí không? Rồi ok, thôi hôm nay cảm giác hơi lag một chút xíu, chắc mình sẽ nối sang ngày khác luôn đi. Thế ở chỗ này cảm giác hơi lác lác mà cái banner coi như quay hoàn thành hết rồi ấy. Nên ra sẽ chờ sang con banner mới để sưu tập tiếp tướng nhé. Còn giờ ra sẽ nối tiếp bạn sang ngày hôm sau. Rồi ok, tiếp tục sang một ngày khác nha. Đây mình nâng cấp lên chút xíu cái này, xem có nâng thêm tí được cái này tăng thêm chỉ số một tí không. Nhìn nâng được thêm cái chỗ ở giữa. À vẫn chưa đủ cấp và nó cần cấp 340 còn xa quá. Nâng tí chỗ này tí nữa. Xong ra gacha tiếp một chút xíu lại bổ sung thêm tướng mới. Hiện tại vẫn còn được khá khá đồng roll nên hy vọng sẽ may mắn nhé. Nói chung cái roll siêu tầm nữa thôi chứ còn chơi thì chắc cũng chưa chơi đến đâu. Ở đây hiện tại chỗ này là đây mình đang có 11k thôi. 11k chỗ này 10 vé, nói chung là quay được khoảng tầm 40 lần. Còn nếu mà kiếm thêm tí nữa thì rùa rùa kéo lên được 50 lần. Nhưng cái quay thử xem ra không đã. Thì nó bổ sung con Clay. Con Clay đây thì đây là giao diện tổng thể của nó này. Đây hình dáng tổng thể con Clay nhé. Một con vị trí số 2 support ở bên nhà Tetra. Đây là dạng bắn súng của nó. Đây, nó bắn súng như này. Rồi, nó sẽ ra quay nữa nha. Làm phát X10 ra được luôn thì ngon.
nhiều tướng thì về sau meta nào cũng chơi được, cái còn chơi dồn thì vẫn dồn mấy con cũ thôi. Phát đầu tiên thì hụt mất rồi, à không, lóe rồi, lóe vàng. Chẳng qua xem có trúng không, tưởng không lóe vẫn lóe được, được một con, hy vọng là xem có ra trúng hay không. Trúng được để kết thúc nhanh quá. Tetra có hy vọng, Tetra thật này, có cái nào trúng luôn không? Con nào đây? Ôi lệch mất rồi, ra con Mora thì lệch, không sao cả, vẫn còn hy vọng tiếp, mình vẫn còn vé quay, quay tiếp nào. Tetra nó khá nhiều tướng. Phát này nổ tiếp, làm phát ra hai con nữa ngầu ý. Hai con thật này, hai con thì đã không dính được con nào. Hy vọng nhé, hai con là có hai cơ hội. Có thể ra trùng hoặc lệch cả hai. Pre-game mà pre-game thì chắc chắn là lệch rồi, nhưng xem lệch con nào biết đâu có con mình chưa có thì sao. Nó lệch ra con nào đây? À đúng rồi, nó lệch ra con Isabel, con này mình chưa có, lấy về sưu tầm cũng được vì hệ này khá là hiếm. Còn con này mạnh hay không mình không biết, nhưng mà con này mình chưa có, lấy về sưu tầm được. Bây giờ chỗ kia ra tốt Tetra, ra trúng cái con còn thiếu là được. Bây giờ ra đúng con Banner nào. Tetra nào. Ô này Misiris là lại lệch tiếp rồi, phát này lệch cả hai con mới đau đấy. Nhưng mà được con nhà pre-game là hiếm đấy. À đúng, một cái này ra con Tia cũng được, con này nằm trong team chính của mình, được. Phát này lệch là chấp nhận được. Rồi tiếp tục mình quay tiếp nhé. Có khi nào nổ được 3 lần liên tiếp không ta? Phát này có lẽ là hết hy vọng rồi. Phát này có vẻ không lé được vàng rồi. Nãy giờ nó nổ trúng nhiều quá cũng khó. Nhưng vẫn còn một lần x10 nữa thì phải. Vẫn đủ lần x10 nữa. Mà không lầy lầy kiếm cố chắc được thêm một lần x10 nữa. Có vẻ không lóe được tiếp rồi. Để đi vét xem được thêm phát x10 nữa không. Thì ra ngoài nhận thêm số phần thưởng. Chỗ này là 2600, thiếu gần 400 nữa. Thế cái thành tích tuần đạt được chưa nhỉ? Tuần này đạt được rồi à, nó căng nhỉ. Thiếu chút xíu mới đau ấy. À đi vào đây nâng mấy con tướng này khéo được ấy. À, không phải chỗ này, vào chỗ phía dưới này. Vào chỗ tăng thân mật này. Thì xuống chỗ outpost này. Nếu mình nâng thêm chút xíu nữa thì hoàn toàn có thể vẫn thể kiếm thêm ít kim cương được. Thì nếu mà may mắn kiếm được phát là coi như giải quyết xong luôn. Ở chỗ này vẫn còn cái gì đó. Ở đây cái chỗ này khi mình ra thêm tướng thì ấn thêm tí chỗ này nhé. Cũng này kiếm thêm chút tài nguyên được. Nó cho kim cương tốt nhất. Ra cái chỗ quả thân bằng. Này còn hai vị trí nữa. Còn hai cơ hội nhưng mà chưa có tướng không. Rồi ok, xong mình vào trong chỗ ấy. Mình vào chỗ command center. Cái này như nó mở thêm một cái chương một cái chap sắp đã ra từ trước đó. Đấy, cái này mở khóa thôi, cái này không có gì cả. Này đợt sự kiện Tia Naga mở lại thôi. Cái này mang chất là siêu tầm này chứ. Đây qua chỗ bên này. Chỗ bên này kiếm cái con mới của con này level 8 cho lên level 10 mình sẽ kiếm được thêm ít. Này dùng cái quà thân mật cho lên level 10. Rồi mình được thêm khoảng tầm 50 kim cương một phát. Rồi ra bên ngoài nhận kim cương thì bỏ dấu sao ra. Này một những cái vét kim cương nhanh nhất. Rồi mình kiếm một con mới ra nữa. Lúc nãy mình vừa quay cái Isabel. Isabel ở chỗ nào nhỉ? Cái này level 10 hết rồi, cho 10 cấp đầu mới hay cho thôi, chứ mấy cấp sau không có. Vậy mình tăng nhanh con Isabel lên chắc là thêm tí. Đấy, hiển thị phía trên thì sao? Ô, Isabel nó bay đâu rồi ta? Thì vừa quay cho nó, không biết nó bay chỗ nào rồi. Không, mình lấy con Soda này, nhưng con Soda này cũng chưa tăng max này. Mình sẽ cho thân mật lên. Cho lên cấp 10 ấy. Để mình lấy luôn kim cương 10 cấp luôn. Nhiều khi tướng ngay trước mặt, nhiều khi mắt kém thì không thấy đâu.
Thế để kiểm tra lại sau. Lấy tí kim cương lên tròn 3.000. Đã được 2.700 mấy. 2.800 rồi. Nó con Isabel đã đủ đấy. Ở chỗ nào nhỉ? Ở đây, ngay trước mặt đây. Để tăng thân mật con này nữa xong. Chắc chỉ cần tăng vài cấp rồi chắc đủ. Mình nhận tí cái quà này, thêm tí kim cương là đủ. Ôi, farm cho 50 kim cương. Tới này đủ 3.000 nữa, đủ 3.000 là làm thêm phát nữa, phát này không ra nữa thì thôi. Khi này nó cũng hên xui thôi. Ra dùng tích điểm đổi thì nhanh không, mà chẳng qua không biết có đáng hay không nên cứ từ từ. Cái này quay nốt ra được thì trọn vẹn. Liệu có ra clay không? Ôi thôi, phát này không nổ rồi, không lóe được vàng rồi. Có lóe được vàng không? Không được rồi. Nhảy vật may dồn hết rồi mới phát đầu ấy. Nói chung là con này tinh thần chung, nếu vẫn còn 10 ngày nữa thì vẫn có thể lầy tiếp được. Chẳng qua không biết vật may có mỉm cười hay không. Chỗ này có ra được cái gì không? Mấy cái linh tinh này ra được chơi thôi. Trang bị ra được chút xíu. Nhà Tetra không biết có sắp xuất ra để con mới không nhỉ? Sợ con mới lại không nằm trong này ấy. Trong cái phần trăm tỷ lệ ở đây hiện tại nó có cập nhật con mới nhất không ta? Tính là ESR Bay AD thứ như chưa con mới nhất đâu, con mới nhất chắc là chưa vào túi này. Thế thì chờ lệch grade ra về sau cũng được. Tao kệ cái quay luôn đi. Được rồi, ngay con tím đèn thế viện. Rồi, mấy cái này chắc cũng không có gì đâu. Rồi xem cái banner thường có gì không, qua tra thêm tí xíu. Banner thường mới được có 3 vé chưa đủ đúng không? Thôi ok, vậy chắc hôm nay tạm tạm như vậy thôi. Mình nghĩ là tầm rồi đấy. Nâng tí có TIA chút xíu này. TIA bắt đầu mình nâng lên thành core. Bắt đầu lên tiếp core tiếp theo. Lên core 2. Rồi, ok thôi. Nghĩ chắc video hôm nay tạm thời như vậy đã nhé. Còn những cái khác mình sẽ xử lý sau. Nói chung hôm nay mình quay thêm được con tướng, con Isabel, một con mới lên tí. Còn lại những con khác thì chưa ra thôi. Còn con này mạnh hay yếu, dùng hay không tính sau nhé. Rồi tạm thời kết thúc video ở đây đi. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.